Với việc ứng dụng công nghệ lọc không khí nano độc quyền, giải pháp không khí toàn diện Quality Air for Flight của Panasonic không chỉ lọc được không khí ô nhiễm mà còn giúp khử mùi hiệu quả, mang lại một bầu không khí trong lành cho không gian sống. Và để hiểu rõ hơn về công nghệ này, xin mời quý vị và các bạn cùng sống kết nối, trải nghiệm khu vực trưng bày Quality Air for Flight và trò chuyện với một đại diện đến từ Panasonic Việt Nam. Xin ông cho biết lý do tại sao Panasonic thành lập khu vực trưng bày về giải pháp không khí toàn diện tại Resupia Việt Nam. Không khí là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy và chạm vào được như các sản phẩm khác. Vì thế Panasonic nhận thấy cách tốt nhất để giới thiệu về không khí chất lượng là giúp khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm thế nào là không khí sạch và trong lành. Và Resupia Việt Nam chính là địa điểm phù hợp nhất để chúng tôi trưng bày giải pháp tích hợp giữa công nghệ điều hòa không khí, thông gió và lọc khí để mang tới chất lượng không khí trong nhà tốt hơn. Panasonic cam kết mở rộng và đưa giải pháp không khí toàn diện tới khắp thị trường châu Á. Bên cạnh Resupia Việt Nam, hiện nay chúng tôi đã có một số showroom trưng bày các giải pháp không khí toàn diện khác, bao gồm 2 trung tâm tại Malaysia, 2 trung tâm tại Indonesia và 1 trung tâm tại Thái Lan. Ông có thể nêu những điểm nổi bật về khu vực trưng bày giải pháp không khí toàn diện tại Resupia và những điểm khác biệt của khu vực này với các showroom khác. Điểm nổi bật của khu vực trưng bày giải pháp không khí toàn diện bao gồm trải nghiệm thực tế. Chúng tôi giới thiệu cách mà các giải pháp không khí của Panasonic có thể mang lại không khí trong lành thông qua những sản phẩm có kích thước thật và được vận hành như thực tế. Ví dụ, tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm những tác động do nồng độ CO2 cao tại phòng thí nghiệm CO2. Thứ hai là khách tham quan có thể cập nhật kiến thức. Khu vực trưng bày của chúng tôi được trang bị những công nghệ mới nhất như công nghệ lọc không khí tiên tiến nano đã được cấp bằng sáng chế của Panasonic, tìm hiểu cách mà công nghệ nano có thể loại bỏ các mùi và bụi, kể cả bụi mịn. Thứ ba là ứng dụng thực tiễn, đó là việc ứng dụng các giải pháp cho từng loại hình công trình như chung cư, căn hộ, văn phòng. Vậy kế hoạch phát triển giải pháp không khí toàn diện của Panasonic tại thị trường Việt Nam như thế nào thưa ông? Và những lợi ích mà giải pháp này mang lại cho người tiêu dùng Việt Nam? Panasonic sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp không khí toàn diện này tại thị trường Việt Nam bằng cách tìm hiểu và thu thập những phản hồi từ thị trường. Từ đó chúng tôi sẽ có những điều chỉnh phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Panasonic hy vọng giải pháp không khí toàn diện sẽ mang lại bầu không khí trong lành, chất lượng cho nhiều người Việt Nam hơn nữa, dù họ ở bất kỳ môi trường nào, từ văn phòng tới nhà ở hay các địa điểm khác. Từ đó người Việt Nam sẽ được chú trọng hơn tới lợi ích mà không khí sạch mang lại, giống như thức ăn và nước sạch mà mỗi người cần hàng ngày.